Okay, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video Minecraft mới cùng với mình và đại gia đình Hero Team. Ta-da, yeah. Vậy đi mọi người, sao lần nào cũng không ve vậy? Rồi ok, yeah, thôi được rồi, ít thôi trời ơi, nói lúc cần không lúc không cần thì quá trời rồi, trời ơi, mệt quá. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, mình đã mời Hero Team vào trong Minecraft và chơi với mình rồi đây anh em ơi. Thì hôm nay bọn mình sẽ chơi gì nào? Tất nhiên rồi, trong Minecraft thì có trò gì vui? Tất nhiên là Bad World và Murder rồi đúng không bạn? Đó, thì chúng ta sẽ chơi trò Bad World nha các bạn nha. Đó, có rất nhiều bạn yêu cầu mình là hãy chơi Bad World cùng với Hero Team đi. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đầu vào chơi Bad World nha mọi người. Và trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và các bạn cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các hành vi của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video thôi nào mấy bạn ơi. Let's go đi thôi nào. Rồi ok, vào game rồi anh em ơi. À để coi mình team gì đây. À mình team xanh lá cây mấy bạn ơi. Hợp lý luôn. Rồi ok ok. À rồi mọi người ơi, chúng ta cùng nhau chơi Bad World thôi nhau. Ok ok, để xem coi trận này là ai là người chiến thắng nha. Hey, ok. Rồi rồi khoan khoan, từ từ để mình tắt mic đã bạn ơi. Ok anh em ơi, mình đã tắt mic rồi nè. Thì mấy bạn ơi, trong gọi là hai ngày trước á, anh Mr. Dịch đã làm hai cái video về ma sói bạn ơi. Và anh Dịch đã chọn Hero Team bằng những con ma sói. Cho nên á là anh Dịch đã gọi là chiến thắng được mình, và mình cực kỳ tức giận luôn, mình không thể nào chịu thua như vậy được. Cho nên á là hôm nay mình đã quyết định mình sẽ làm thêm một màn chọn nữa anh em ơi, để chọn anh Mr. Dịch cùng với cái thành viên của Hero Team nha. Ok ok. Thật không thể nào chấp nhận được cái việc mà anh Dịch chọn mình, cho nên hôm nay mình sẽ chọn ngược lại Dịch đó, chọn luôn nguyên thành viên của Hero Team luôn. Lần trước anh Dịch cũng chọn thì lần này mình cũng sẽ chọn luôn. Nhưng mà mấy bạn biết mình sẽ chọn bằng cách nào không? Đây mình sẽ cho bạn xem nha. Đây 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 coi nè, coi nè. Mình sẽ bấm vào đây, sau đó mình sẽ bấm nút một cái. Đây mấy bạn ơi, bạn nhìn thấy gì không? Đó. Mình đã biến thành rồng Ender rồi bạn ơi. Đó, bay nè, bay nè. Đó, ghê không? Ghê không? Ghê không? À ok ok, để mình chỉnh lại thành người đã. Trời ơi, to quá, to quá. Ok bạn ơi, mình sẽ biến thành rồng Ender nha, và sau đó mình sẽ qua bên nhà từng người, mình tiêu diệt giết hết tất cả mọi người luôn trong Hero Team luôn đó. Nghe hấp dẫn chưa nào? Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào đây lượm vàng, mua cái kiếm sắt rồi mua táo kim cương. À không, nhầm, táo vàng mới đúng chứ. Rồi chúng ta qua cho mọi người nha anh em. Ok, let's go. Làm thế nào? Làm thế nào? Rồi ok, bây giờ mình sẽ mua cho mình len nè. Đó, để mình ra mình bọc cái giường của mình lại trước nha anh em. Đó, bọc lại, bọc lại. Bọc lại chỗ này, ok. Bọc lại để cho tránh có người nào chạy qua nhà mình anh em ơi. Ok, rồi bây giờ là mình sẽ biến thành rồng Ender, sau đó mình bay qua bên mid để mình lấy Emerald nha anh em. Ok ok, rồi biến thành rồng Ender thôi. Bấm vào đây nè, là biến thành rồng Ender liền. Rồi ok bạn ơi. Mình đã biến thành rồng Ender rồi nè. Bây giờ chúng ta bay lên thôi nào. Đó, mày thấy mình ghê chưa, ghê chưa. Bây giờ mình sẽ bay qua team màu trắng trước nha. Team màu trắng lại ta. À Sammy, Sammy bạn ơi. Ok, bay qua team màu trắng nè. Trời ơi, con rồng to chứ mọi người ơi. Trời ơi. Trời ơi, rồng quá, rồng quá. Mày, mày đừng khóc nhà tao, đừng khóc nhà tao. Trời ơi. Làm gì mà có rồng ta là rồng đây. Ok, bay qua đây. Trời, có con rồng kìa. Trời, rồng đục to luôn mọi người ơi. Ôi trời ơi, Simmy đã thấy mình rồi. Ok, giờ mình sẽ bay qua nhà Timmy. Bay qua nè. Tung nè, tung nè. Rồi xong, Timmy rơi luôn các bạn ơi. Ok bạn ơi, mình biến thành rồng xong mình tung Timmy, Timmy té luôn. Ok ok, để mình bay lên chỗ này mình lấy Emerald nha. Bay lên nè, bay lên. Ok, lụm Emerald rồi, bay qua đây. Bên đây hình như còn Emerald nè, bay qua đây luôn. Ok. Lụm Emerald. Đâu rồi, đâu rồi? Rồi, ai à, rồi lụm được 6 viên Emerald rồi nè. Ok, bay về nhà thôi. Ta là rồng đây. Trời ơi, xịn quá bạn ơi. Ok, bay về nhà, bay về nhà. À, rồi ok. Bây giờ mình sẽ chỉnh mình biến thành người lại nha. Ok. Rồi ok, mình biến thành người nè anh em ơi. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn thấy mình biến thành rồng có thấy sướng không? Trời, mình bay lên trời, bay dèo 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 luôn, qua đó lụm được Emerald, không cần phải đặt block luôn, quá tiện lợi luôn các bạn ơi. Cực kỳ xịn luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào đây nè, mình mua cho mình gọi là một cái kiếm sắt nè. Rồi mua cho mình thêm gì đấy ta? Một bộ giáp sắt nè. Rồi,
Ha, bây giờ mình không biết mình phải chôn mọi người bằng cách nào ở đây ta. Hồi nãy mình mới vừa bay qua mình hù mọi người một lần rồi nè. Chắc là mọi người nhìn thấy mình thì mọi người cũng sợ lắm. Nhưng mà nếu mà chôn bình thường như vậy thì chán lắm anh em ơi. Bọn mình phải phá giường sau đó mình tiêu diệt luôn thì nó mới vui anh em hiểu không? Mình phải giết luôn hiểu không? Đó. Ok ok. Nhưng mà bây giờ giết bằng cách nào vậy ta? Chẳng lẽ bây giờ mình biến thành rồng Ender sau đó mình bay qua mình cầm kiếm kim cương mình chém. Vậy thì kỳ lắm. Rồng Ender thường thường nó phải biết làm gì ta? Để nghĩ coi, nghĩ coi. Làm cái gì bây giờ nhỉ? À, đúng rồi. Thường thường rồng là phải biết phun lửa bạn ơi. À, hợp lý hợp lý. Đúng rồi đúng rồi. Khoan khoan, hình như là mình nhớ trong đây nó có một cái quả cầu lửa thì phải, để mình mua thử coi. À đây 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 đây. Đây chính là quả cầu lửa nè anh em xem nè. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng quả cầu lửa nè anh em nhìn nha. Bắn nè, đó, thấy không? Bắn được quả cầu lửa nè anh em ơi. Bắn 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 nè. Đó, ghê chưa ghê chưa? Đó, anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Quả cầu lửa cực kỳ gọi là đẹp với lại là chất luôn nha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ lượm thật là nhiều sắt nè. Sau chúng ta sẽ mua những quả cầu lửa này, chúng ta bay qua bên nhà người ta chúng ta bắn nha. Chúng ta sẽ biến thành rồng Ender, chúng ta phun lửa bạn ơi. Đó. Hợp lý, hợp lý. À mà khoan, bây giờ ở nhà mình mà lượm sắt thì lâu lắm. Mình sẽ bay qua nhà người ta mình lượm sắt của người ta luôn. Vậy nó mới hợp lý bạn ơi. Rồi ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau biến thành rồng Ender thế nào? Rồng Ender xuất hiện đây. Ta-da! Ok, bay qua nhà màu xanh. Chui vô nhà để lượm đồ. Ok, mình sẽ chui nhà nè. Lượm đồ rồi ok, mình sẽ chui ra ngoài. Trời khó quá, khó quá. Ok được rồi. Bay qua đây. And bay qua nhà Sammy nè. Ồ, ok Sammy có nhà không ta? Hình như Sammy đi đâu các bạn ơi. Ok, mình sẽ chui vô nhà luôn. Rồi, mình lượm hết vàng hết sắt luôn rồi mình chui ra ngoài lại nè. Rồi, bây giờ mình sẽ bay qua. Ơi có Simi kìa, Simi kìa. Bay qua hút Simi cái cho té luôn. Hút nè. Rồi té rồi bạn ơi. Ok. Rồi mình ok bây giờ mình sẽ bay vô nhà nè, lượm hết đồ luôn. Ta là rồng đây. Tránh ra. Ok, lượm đồ. Rồi, chạy. Chạy bạn ơi, chạy thôi trước khi bị nghi ngờ. Ok. Rồi tim vàng lại ta. Ui, tim vàng là anh Mr. Dịch nè. Không biết anh Dịch có trong nhà không ta, hình như anh đi đâu mất tiêu rồi. Ok, vô lượm đồ luôn. Lượm hết vàng hết sắt rồi về. Đó, hợp lý. Rồi, tiếp theo nữa. Ôi, anh Dịch kìa. Mình thấy anh Dịch kìa. Ok, giờ mình sẽ lại chiến đấu với anh Dịch nha. Anh Mr. Dịch, hãy đỡ đây. Rồng đây. Hút nè. Hút nè. Té đi. Hút nè. Rồi xong. Rồi xong, ổng không té bạn ơi. Anh Dịch này ổng né ghê quá bạn ơi. Ok, tha cho anh đó. À, tiếp theo là Timmy hả? Thôi kệ, tha Timmy đi. Giờ mình chui nhà mình lượm hết đồ luôn. Ok, lượm hết đồ nè, rồi chui ra ngoài lại. Hello Timmy. Muốn đánh tôi hả? Còn lâu mới đánh được tôi. Trời ơi, tôi là rồng mà. Ok, bây giờ nhà, bây giờ nhà. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là đứng ở trong nhà, chúng ta gom ít đồ nữa rồi chúng ta đi mua quả cầu lửa nha anh em. Rồi ok, biến ra thành người rồi anh em ơi. Ok, mình đã gom được khá khá đồ rồi nè, để xem coi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5 còn không? Ờ mới được có 5 stack vàng ở bạn ơi. À ok, bây giờ mình sẽ đứng ở đây để mình chờ một tí rồi mình lượm quá trời sắt, quá trời vàng đi rồi chúng ta cùng nhau mua quả cầu lửa nha anh em. Rồi ok, đứng đây thôi. Để xíu nào. À, mình sẽ AFK tầm 15 phút đi để mình gọi là lượm hết cái mớ sắt này mới được. 1 hour later. Wow các bạn ơi, các bạn coi nè. Mình lụm từ nãy giờ được full luôn các bạn ơi. Trời ơi, AFK từ nãy giờ 30 phút luôn các bạn ơi, không phải 15 phút đâu nha. AFK tận 30 phút luôn mình mới đủ được full đồ nha. Trời ơi trời, khổ ghê luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ bấm vào đây nè. Rồi, mua nè, quả cầu lửa. Mua. Mua thật là nhiều luôn. À. Ô, mình được cái tận 30 mấy trái luôn bạn ơi. 40 mấy trái luôn. Trời ơi nhiều vãi. Ok, lụm vô lại nè. Rồi mua tiếp. Bấm vào đây, mua tiếp. Trời ơi, gần 50 trái luôn bạn ơi. Ok, bấm vào đây mua thêm lần nữa nè cho đủ 50 trái nè. Ơ chết, mình bấm lộn vô kìa. Trời, mình bấm lộn rồi, mình mua lộn thứ rồi các bạn ơi. Ok, bấm vào đây, mua lại. Đủ chưa, đủ chưa? Cái quả này bao nhiêu? 40 sắc lận. Ok, trời đứng đây đợi được 40 sắc coi. À, cho tôi thêm 6 sắc nữa đi. 6 sắc nữa là đủ rồi, nhanh lên. Lượm nè, 37 38 39 40, rồi ok rồi. Mua thêm một cục nữa. Rồi, 50 cục mấy bạn ơi. Chúng ta đã có được 50 quả cầu lửa rồi anh em ơi. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu qua bên nhà của mọi người và giết mọi người thôi nào. Ok ok. Rồi bây giờ mình sẽ biến thành rồng nè. Bum. Đó, anh em thấy chưa? Mình đã biến thành rồng rồi nè. Rồi, bay lên. Rồi, người đầu tiên mình giết chính là Simmy các bạn ơi. Simmy là team màu gì đây? Màu trắng hả? Ủa không phải. Sammy các bạn ơi, Sammy chứ không phải là Simmy. Ok. Rồi, hãy xem rồng phun lửa đây. Hứa. Ủa, phun lửa, bùm, trong phun lửa. Rồi, chạy nhà luôn. Phun lửa trời. Ok, xuống đập vô được. Ủa, thôi không đập được, bay lên. Rồi, ok bạn ơi, bẫy giường rồi. Bây giờ mình sẽ biến thành người nha, biến thành người nè. Rồi, ok, biến thành người nè. Rồi, bây giờ mình vô, mình đập giường rồi mình giết Sammy luôn bạn ơi. Đập cái giường nè, Sammy rồi.
Sammy đâu? Ừ, Sammy chạy bạn ơi, Sammy chạy rồi, đứng lại. Té ra là tên Phong Cận à. À, phát hiện ra hả? Ngươi phát hiện ra ta thì ngươi cũng sẽ chết thôi. Tên kia đứng lại. Trời ơi, trời, đặt TNT luôn hả? Không sợ, trời ơi, sợ gì TNT. Chạy đâu? Chạy nè. Chạy nè. Rồi, chết đi. Ok bạn ơi, Sammy đã bị tiêu diệt rồi. Bây giờ người tiếp theo sẽ là ai đây? Để xem coi. Người tiếp theo sẽ là bên kia là team màu gì ạ? Hả? Màu gì? Ủa, trời ơi, người ta bắn mình kìa. Trời ơi, không được, chạy. À, ok, người ta thấy mình rồi bạn ơi. Ha, nhưng mà bây giờ mình đã thiếu quả cầu lửa rồi. Mình nghĩ rằng mình sẽ mua thêm bạn ơi. Mua càng nhiều càng tốt nha. Ok, bây giờ mình đã có nhà Sammy. Để mình vào trong nhà Sammy, mình lấy sắt nha. Mình mua nhiều hơn nữa nha. Ok, ok, rồi. 2 hours later. Mua thật là nhiều luôn. Bây giờ mình đã có quá trời gọi là quả cầu lửa bạn ơi. Trời nè. Bum 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 bum. À, trời ơi, bây giờ ta đã biến thành bá chủ của Bedworld. Ok, rồi bây giờ biến thành rồng thôi. Bum. Rồi ok, biến thành rồng rồi nè. Bảy lên nào. Người tiếp theo sẽ là ai đây? Thấy ai, thấy người nào giết người đó luôn. Ui, anh dịch. Ui, anh dịch bắn mình kìa. Ồ, hello anh dịch. Ủa anh dịch làm gì vậy? À, anh dịch đang phá hủy đường. À, anh dịch bắn mình. Bắn đi anh, bắn đi, em né. Bắn đi, né nè, còn lâu bắn được em. Ok, giờ em sẽ bắn nha anh. Bắn nè. Trong mấy đờ, bắn. Bum. Rồi, lỗ dương rồi. Ôi, dịch bắn mình đó bạn ơi, dịch bắn mình. Ok, mình sẽ bay đi. Dịch sẽ không biết mình đâu. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ biến thành người nha. Hỡi. Bum. Rồi, lấy kiếm ra nào. Tiêu diệt dịch thôi anh em. Ôi, dịch đâu rồi? À, dịch đang lắp giường, đang lắp giường. Đập giường nè, khỏi lắp luôn. Hỡi. Ui, kiếm kim cương luôn hả? Trời, kiếm kim cương cũng làm gì được em. Chết đi. À. Mr. Dịch đã yên nghỉ, bị hạ gục bởi Phong Cận TV. Trời ơi, này thì cho anh em nè. Này thì trong tập trước dám cho anh em hả? Bây giờ chết luôn rồi. Ok bạn ơi, mình thật là mạnh. Trời ơi, đúng là bá chủ của Bedworld Server Ham Hero MC. Trời ơi, mình thật là mạnh quá bạn ơi. Ok. Bây giờ người tiếp theo mình giết sẽ là ai đây ta? Từ nãy giờ mình đã giết chết được hai người nè. Để xem coi trong đây còn ai nào. Timmy với lại mèo Simmy. À. Giết ai bây giờ ta? Bình thường thì mọi người sẽ giết gọi là Timmy trước và trừ mèo Simmy lại để cho anh sau. Nhưng mà mình nghĩ lần này mình sẽ giết mèo Simmy trước nha bạn nha. Hợp lý á, mèo Simmy gọi là chơi PvP cũng ghê lắm, mình phải giết trước mới được. Ok. Rồi, biến thành rồng thế nào? F12. Rồi, bấm thì biến thành rồng nào. Bùm. Rồi bay lên. Eo. Ui, Simmy lắp giường gì đâu kỳ vậy? Hello Simmy. Ủa sao có con râu nó bay kìa? Ủa gì vậy? Phun lửa. Phun lửa nè. Té luôn rồi. Trời ơi, mình phun lửa mạnh quá, mình té luôn bạn ơi. Ok, biến thành người thôi nào bạn ơi. Biến thành người. Ơi, mình phá được giường rồi. Rồi, biến thành người rồi bạn ơi. Trời ơi, hồi nãy mình phá được giường rồi phải không ta? Hình như mình thấy nó lủng cái lỗ nè. À, thấy. Đập nè. Hello mèo Simmy. Cái gì? Không à, tôi biết ông là người bạn tốt của tôi nên tôi sẽ cho cái này. Gì? Hối lộ hả? Hối lộ kim cương hả? À? À, đúng rồi đó. Trời, để xem coi bao nhiêu viên kim cương đây. 5 viên kim cương. Sao mà ít vậy? Làm sao mà tôi lấy được? Mau đi lượm thêm nhiều về cho tôi, nhanh lên. À, ok. Nhanh lên, đi lượm nhiều hơn đi. Lượm nhiều vô. Rồi. Bum. Bum. Rồi. Độc ác cái gì mà độc ác, trời ơi. Bởi vì Phong Cận là bá chủ trong Bedworld cho nên Phong Cận sẽ tiêu diệt hết, không chừa một ai hết. Này thì hối lộ kim cương hả? Ờ, ta không cần kim cương đâu, dục hết luôn, không cần. Ok, mèo Simmy đã bị tiêu diệt. Ok, bây giờ là ai ta, và còn ai nữa quên mất. À, Timmy các bạn ơi, Timmy. Timmy là team màu tím hả? Team màu tím kế bên đây luôn nè. Ok, mình sẽ phun lửa, mình phá hủy cái nhà nha. Cái nhà Timmy bọc hơi to các bạn ơi. Phun lửa. Hey. Ôi, gì vậy? Bỏ nhà nè. Phun lửa. Mình sẽ phun hết đống lửa này luôn. Bùm. Tôi bị kẹt. Ai. Ủa, Timmy đã bị kẹt trong nhà bạn ơi. Ok, biến hành rồng. Bùm. Bay lên. Rồi, mình đã phá hủy được một chút rồi nè. Giờ bay qua nhà nó. Ủa sao cái nhà đang thua vậy? Trời ơi, nó lắp bằng hắc điện thạch đó bạn ơi. Trời ơi, con Timmy này ghê thiệt. Phun lửa nè. Phun lửa. Tha hả? Tha nè. Đây thì tha nè. Phun lửa cho chết luôn, bỏ nhà luôn. Ôi lộ giường các bạn ơi, lộ giường rồi. Timmy rồi, con bây giờ con rồng thấy ghét con rồng. Mày đâu rồi, mày ra đây, tôi hiến mạng với mình nè. Ôi Timmy nó không thấy mình bạn ơi. Bây giờ mình sẽ núp bên dưới đây nha. Ok, chờ nó, mình hút nó một cái cho nó rơi xuống dưới. Cái mình lại mình đập giường nó nha các bạn. Ui, bay lên, hút ra. Đằng sau lưng nè, từ đâu, hút mày nè.
Phun lửa cho mày chết nè, phun lửa nè. Ok rồi, rồi nó té mày rồi. Ok ok, nó té rồi, té rồi. Mày đằng sau, rồi biến thành người nào. Biến thành người, bùm. Rồi ok ok, giường của nó mình sẽ đập luôn. Ok, à khoan, giết nó trước đi bạn ơi. Giết nó trước. Lắp lại hả, lắp lại hả mày. Mày chết mày tao. Mày chạy đâu, mày chạy đâu. Sao làm vậy, sao làm vậy. Chạy đi đâu, làm gì, đập vô luôn. Bùm, rồi ok. Xuất hiện đi, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Ra phun lửa. Tha hả, phun lửa cho chết luôn chứ tha gì. Ơi phun lửa nè. Rồi. Thấy được sức mạnh của đồng Ender chưa? Rồi, phun lửa. Tha hả, giết luôn. Timmy, Timmy, rồi tha ra chạy đi, tha ra chạy đi. Ăn tha là hay hơn chạy đi nha. Bye. Ơi, phun lửa. Này thì tha này. Này thì tha này. Green thắng rồi bạn ơi. Yeah, vui quá. Mấy bạn ơi, vừa rồi mình đã thực hiện xong màn tròn của mình rồi anh em ơi. Mình đã biến thành rồng Ender. Sau đó là mình tiêu diệt hết tất cả mọi người bằng cách là mình phun quả cầu lửa ra. Trời ơi, tiêu diệt được hết nhanh gọn lẹ luôn bạn ơi. Cho nên là video này có lẽ là nó sẽ hơi ngắn xíu. Ok ok, giết được quá trời người luôn. Mình đúng là xịn mà. Mình đúng là bro của Bad World bạn ơi. Ok ok, rồi cảm ơn mấy bạn đã xem video này nha. Nếu như mà mấy bạn thích video này á, thì các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Và nếu như mọi người cảm thấy thích con rồng Ender thì mọi người cũng đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha. Chứ mình á là hôm nay mình biến thành rồng Ender xong mình tiêu diệt mọi người là mình vui ơi là vui luôn á. Trời ơi, với lại ha là mình cho ngược lại được anh Dịch. Lần trước anh Dịch anh dám cho mình. Mấy bạn có xem video của anh Dịch chưa? Bạn nào chưa xem hãy qua xem nha. Anh Dịch dám cho mình cho nên lần này mình cho ngược lại anh Dịch, mình cảm thấy cực kỳ vui luôn các bạn ơi. Ok, rồi, có bây giờ thì mình nghĩ video này cũng đã dài thì mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Các bạn có những cái màn cho nào mới nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Bye bye.